Em chào hai người đang xem này. Em chào các bác đang xem live nha, chào cả nhà mình nha. Hôm nay em mưa gió em vào em live còn ít hàng rừng nha. Các bác đang ai đang xem live của em cho em xin một chấm nè. Ai đang xem live cho em xin một chấm chia sẻ bài giùm em với nhá. Trời ơi, chết rồi dính dính. Ôi dồi ôi, em chào bác Nguyễn Văn Bình này, sao lại gọi em là đại gia Mỹ Phước? Em nghèo nhất cái Mỹ Phước thì có. Bác lại nói em đại gia Mỹ Phước, em ngại quá à. Đại gia mà phải đi bán lan như này đâu bác. Trời ơi, chết dính rồi. Em chào ba người đang xem live nè. Các anh các chị ai đang xem live của em cho em xin một chấm với đấy, tương tác nha, với chia sẻ bài giùm em với này. Hôm nay em còn ít hàng rừng á, em lên em xả cho hết đi nha, chỉ mưa gió chứ ở nhà buồn quá à. Trời ơi, chơi ngu dữ rồi. Đây ạ. Hôm nay em lên còn ít hàng rừng ở nhà em lên ít nhé. Có tam bảo sắc này, em chào hoa tình này. Đó, cái này là tam bảo sắc nha các bác nha. Một đơn như thế này là em chỉ bán có giá 60k nhé. Một đơn như thế này cháu 60k này. Em chào anh hoa tình này. Dạ anh ơi, nhà em nghèo lắm, chẳng có đại gia đâu. Nghèo cho nên mới phải bán như thế này nè anh này. Đó, cái này là tam bảo sắc nha các bác nha. Hàng này là tam bảo sắc này, một bó như này này, to khỏe như này, em bán có giá 60k thôi nhá. Anh ơi, bữa nay nhà em có còn tam bảo sắc này, đuôi chồn này anh, đuôi chồn này với lại hạc vĩ bắc, cẩm báo này, cẩm báo với lại cẩm báo kiều vàng với kiều vàng với vảy rắn anh. Dạ em chào hoa tình nhá. Em chào bốn người đang xem nhá. Các em đang cầm trên tay này là tam bảo sắc nhá. Một đơn như này em bán có giá 60k thôi các bác này. Một đơn như này em bán giá 60k nhá. Cái này là đuôi chồn này. Cái này là đuôi chồn nha các bác nha. Đuôi chồn nhá. Đó, đuôi chồn này, một bó như này 100k nhá. Một bó như này 100k nhá. Em chào tám người đang xem này. Chào tám người đang xem live của em nhá. Cho em xin một chấm lấy tương tác nhá. Cái này là đuôi chồn này. Dạ em chào hoa tình hạc vĩ ạ. Dạ chờ em một chút em lên hạc vĩ cho mình xem nhá. Hạc vĩ nhà em là hạc vĩ bắc nha. Đó, hạc vĩ của em là hạc vĩ bắc nha bác nha. Em bán có, nếu mà cân ký thì em bán giá là 220k một ký nhá. 220k một ký đó, nó như thế này nhá. Đây ạ. Đây này bác này, hạc vĩ này. Hạc vĩ bắc nha, 220k đây ạ. 220k một ký nhá. Em chào bác Phạm Viết Dũng này. Dạ anh ơi, chồn em bán một đơn như thế này là 100k nha anh nha. Một đơn như thế này là 100k này. Một đơn như thế này là có 6-7 cây nha. 6-7 cây to nha anh nha. Đó. Đó, còn cái này là hạc vĩ bắc này bác Hoa Tình này, cái này hạc vĩ bắc nha. Bác chốt hạc vĩ bắc thì em để cho hạc vĩ bắc bán 220k một ký nhá. Còn cái này là đuôi chồn nhá. Đuôi chồn một bó như thế này là gồm 7 2 4 6 7 cây này, 7 cây to này là 100k nha bác nha. Đuôi chồn là 70k một bó như thế này nhá. Còn tam bảo sắc thì một bó như thế này 60k nhá. Tam bảo sắc một bó như này 60k này. Nhà em có cẩm báo nhá. Cẩm báo thì em bán có giá là 140k một ký thôi nhá. Cẩm báo là 140k một ký thôi ạ. Bó này là chưa tới một ký nhá. Bó này chưa tới một ký, một ký được nhiều lắm á các bác ạ. Một ký được nhiều lắm. Đây nhá bác Hoa Tình ơi, cái này là hạc vĩ bắc nha. Đó, bác ưng hạc vĩ bắc á thì chốt hạc vĩ bắc này em cân cho này 220k một ký nhá. 200k 20k một ký này, tất cả nó đã lên mầm non như thế này nhá. Về mình ghép vào là chăm sóc nữa là mai mốt sẽ cho ra hoa thôi nhá. Đó, nó lên toàn là mầm non như thế này ạ. Rồi em chào 7 người đang xem này, chào 7 các anh chị nhá. Chào tất cả các tình yêu mình, ai đang xem like cho em xin một chấm với các bác ơi. Cho em xin một chấm lấy tương tác với nhá. Ai yêu mến thì chia sẻ giùm em với, em cảm ơn nhiều nhá. Mưa gió rồi em xả đi cho nó hết đi để mưa bão quá. Đây ạ. Đó, hạc vĩ bắc này, cây nào cây nấy nó to như này này. Nó như phi điệp luôn đấy ạ. Đó. Cây nào cũng to cũng khỏe như này nhá. Bác Phạm Viết Dũng ơi, bác có chốt đuôi chồn không ạ? Đuôi chồn một bó như vậy nhà em bán 100k nha bác nha. Một bó như vậy em bán 100k thôi ạ. Có 7 cây nha bác nha. Một bó như này có 7 cây này. 7 cây rất là to, rất là khỏe nhá. Cây nào cũng to cũng khỏe ạ.
Dạ một bó như vậy bác Phạm Viết Dũng ơi, là một bó là được 2, 4, 6, như bó này là 8 cây này bác này. Một bó là 7 hoặc 8 cây, còn cái bó này là 8 cây nha bác nha. Một bó này 8 cây này. Có cây nào cũng to khỏe này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, à 7 cây này. À 7 cây bác ạ. Bó này 7 cây nhá. 7 cây, cây nào cũng to ạ. Đó, bác chốt đuôi chồn thì để lại số điện thoại giùm em nhá. Bác chốt đuôi chồn thì để lại số điện thoại em lên đơn cho mình nhá. Đó. Đây nè, đó. Đó, đuôi chồn nha bác Phạm Viết Dũng này. Đó. Bó là được 7 cây, 8 cây nha bác nha. Có bó thì 7 cây, có bó thì 8 cây. Bó nào cây to như này thì 7 cây này. Cây nhỏ thì 8 cây, tùy theo từng bó nha bác nha. Đó, đơn 100k thôi này. Cây rất là to, rất khỏe, rất tươi nhá. Đây ạ. Bác Hoa Tình ơi, hạt vị bác có chốt không? Hạt vị bác có lấy không nè? Có lấy để lại số điện thoại bên dưới giùm em nhá. Em bán 220k một ký nhá. Đây ạ. Em bán 220k một ký ạ. Rồi các bác đang xem like cho em xin một chấm lấy tương tác với này. Chia sẻ bài giùm em với cho tăng lượt view nè. Sao càng ngày càng tụt xuống, còn có 2-3 người xem thôi các bác ạ. Còn có 2-3 người xem thôi nè. Các bác cho em xin một chấm lấy tương tác này. Để mình chào nhau cái nhé. Bác Phạm Viết Dũng ơi, bác có chốt đuôi chồn không? Bác Phạm Viết Dũng còn trong like không ạ? Bác Phạm Viết Dũng còn trong like của em không ạ? Bác có chốt đuôi chồn không ạ? Đây là tam bảo sắc nha các bác nha. Tam bảo sắc này. Tam bảo sắc nhà em bó nào cũng to cũng tốt như này nhá. Đó, có giá 60k thôi nhá. Chỉ có giá 60k thôi ạ. Bó nào cũng tốt ạ. Đó, 60k một đơn như thế này nha các bác nha. 60k một đơn như thế này nha. Cái này là tam bảo sắc nha. Cái này là đuôi chồn nha các bác nha. Đuôi chồn thì 100k nhá. Tam bảo sắc có giá 60k thôi ạ. Còn cẩm báo em bán có giá 140k một ký nhá. 140k một ký nha các bác nha. Hạc vĩ bắc thì 220k một ký này các bác này. Hạc vĩ bắc thì 220k một ký nha. Đó. Bác nào yêu thích loại nào thì comment bên dưới em lên cho mình xem nhá. Bác nào yêu thích loại nào thì comment bên dưới em lên cho mình xem nè. Bác nào mình yêu thích loại nào thì mình comment bên dưới để em lên đơn, em lên hàng cho mình xem nhá. Cái này là tam bảo sắc nha các bác nha. Cái này là tam bảo sắc nha. Tam bảo sắc này, cây nào cây nấy đều to khỏe tươi tốt như này nhá. Đó. Tươi tốt này các bác này. Còn cái này, hàng này là dòng này là cẩm báo này các bác này. Cẩm báo nha, một bó to như này chưa tới 1 ký nha. 1 ký em bán có giá 140k thôi nha. 1 ký chỉ có 140k thôi các bác này. 1 ký em bán chỉ có 140k thôi. Bác nào yêu hàng cẩm báo không ạ? Bác nào yêu hàng cẩm báo không á? Cây to này, khỏe nhá. 140k một ký ạ. 140k một ký nha các bác nha. Còn cái này là đuôi chồn này. Cái này là đuôi chồn nhá. Đuôi chồn này em bán một bó như thế này là có 7-8 cây nha. Là có giá 100k nha các bác nha. Một bó gồm 7-8 cây 100k. Một bó gồm 7-8 cây 100k nha các bác nha. Đó, bó nào cũng vậy nè. Một bó như này nè. Chỉ có 100k thôi nhá. Một bó như này chỉ có 100k thôi ạ.
Thì có bác nào mình thích hàng kiều tím không này? À kiều vàng chứ. Cái này là kiều vàng này các bác này. Hay là em lên hàng kiều vàng nhá. Chưa rồi sao đi đâu hết không có người xem ta. Không biết cái kiểu vàng này là bán sao đây. Rồi bác nào đang xem live bên của em cho em xin một chấm bên dưới với ạ. Cho em xin một chấm với nhá. Live không có người xem hết. Cái này là trồn này các bác này. Cái này là hàng trồn nhá. Hôm nay nhà em á có mấy loại, còn mấy loại hàng rừng nhá. Như là kiều vàng này, trồn này. Tam bảo sắc này, tam bảo sắc này, đó, tam bảo sắc này, cẩm báo này, vảy rắn này, cái này vảy rắn nha các bác này, đó, vảy rắn này, hạt vĩ bắc này, đó, hạt vĩ bắc và cẩm báo nha. Đó, bác nào mình cần lên hàng gì em lên hàng đó cho mình xem này. Bác nào mình cần hàng gì em lên hàng đó cho mình xem này. Cái này là đuôi chồn nhá. Đuôi chồn em bán giá 100k thôi nha các bác nha. Đuôi chồn em bán có giá 100k thôi ạ. Một bó như thế này 100k nha các bác nha. Đuôi chồn một bó như thế này 100k thôi ạ.
Dạ em chào bác Châu Lê Văn này. Xem vảy rắn hả bác? Đây ạ, vảy rắn ạ. Đây này bác này, vảy rắn nhá. Vảy rắn tươi xanh như thế này luôn ạ. Vảy rắn tươi xanh như thế này luôn nha bác nha. Chết cha rồi, điện thoại sắp hết pin rồi. Điện thoại sắp bị hết pin này này bác Châu, anh Châu Lê Văn ơi, Lê Văn Châu ơi. Cái này là vảy rắn nha bác nha. Đó, cái này là vảy rắn này. Đó, vảy rắn nha bác nha, vảy rắn này. Đó. Cái này về ghép nhiều nhiều vào cái thân cây ấy, sau này nó ra hoa rất là đẹp nha bác. Sau này nó ra hoa rất là đẹp nha. Bác Châu Lê Văn này, bác Châu Lê Văn có còn trong like không, xem hàng bẫy rắn này có thích không này? Có thích không, em chốt đơn cho bác này. Bao nhiêu một ký hả? Cái này à? Này bán bao nhiêu một ký được trời? Cái này ông xã dặm mà quên cha, nó không biết bán bao nhiêu một ký này. Để em coi lại còn nhiều không nha bác. Đây này bác Châu Châu Lê Văn ơi. Em giờ em chả biết bán bao nhiêu một ký đâu, nhưng mà bác lấy thì hốt nguyên một đống như này, em để cho bác 50k này. Đó. Bác lấy thì em để cho bác nguyên một đống như này 50k này. Chứ em cũng chả biết bán bao nhiêu một ký nữa. Chồng dặn mà quên mất rồi. Chồng dặn mà quên mất rồi, Cù Xuân Việt ở đâu này? Cái vẽ rắn này bán nhiêu một ký này, chồng dặn mà quên hết rồi này. Đó. Bác Châu Lê Văn ơi, một đống như thế này giờ em bán cho bác 50k thôi này. Chứ giờ chồng dặn em quên mất giá nhiêu rồi. Bác Châu Lê Văn còn xem trong live của em không ạ? Còn xem trong live của em không ạ? Còn xem trong live của em không ạ? Vậy rắn giờ em bán nguyên một đống như vậy là em bán cho bác 50k này. Bác có ok không ạ? À là Lem. Lem ơi đưa cái điện thoại trong đó cho mẹ, cái cục gạch trong đó mẹ. Dạ chốt thì bác cho em xin số điện thoại nha. Bác cho em xin số điện thoại, em lên đơn cho bác đây. Đó nguyên một đống như này bác. Để điện cho ba coi. Trên đầu tủ lạnh á. Rồi em thấy số điện thoại của bác Châu Lê Văn rồi nhá.
cho em xin địa chỉ luôn bác Châu Lê Văn ơi, cho em xin số điện cho địa chỉ luôn nhá. Rắn 50k này. Rồi bác cho em địa chỉ của bác luôn đi ạ. Cho em địa chỉ của bác luôn đi nhé. Rồi còn bác nào muốn lên hàng gì tiếp tục em lên cho ạ. Có bác nào muốn xem hạc vị bác không ạ? Hạc vị bác nhé. Trời ơi trời, điện thoại điện cho ba mày không được lần này. Hết. Châu Lê Văn. Rồi bác Châu Lê Văn á, bác còn xem trong live không? Bác cho em địa chỉ của mình luôn nhé. Bác cho em xin địa chỉ của mình luôn rồi mai em gửi vải rắn cho bác này. Đó, còn bác nào đang xem live của em muốn lên hàng gì em lên cho mình xem cái đó nha. Muốn lên hàng gì em cho mình lên xem cái đó. Cái này là đuôi chồn nhá. Đuôi chồn em bán giá 100k một bó như này nhá. Dương cái gì ạ? Dương Quán Thủy Nguyên Hải Phòng hả bác? Bác ghi có dấu giùm em với, bác ghi có dấu rõ ràng giùm em với nhá, để em gửi tránh cái tình trạng mà nó bị nhầm địa chỉ á, nó bị ghề về mình nó bị khó về á bác. Ghi có dấu giùm em với. Dương gì, Dương Quán hả? À đường. Đó, bác ghi lại có dấu giùm em với ạ. Em đọc không có ra được cơ. Đó, bác nào lấy cái hàng hàng này không ạ? Bác nào lấy hàng cái này là gì ta? Cẩm báo này không ạ? Bác nào lấy hàng cẩm báo này không? Cẩm báo 1 ký 140k nha các bác nha. Cẩm báo 1 ký 140k. Bác Châu Lê ơi là ở cái gì ta? Bác ghi có dấu lại cho em với. Dương Dương Quán Thủy Nguyên Hải Phòng đúng bác? Dương Quán Thủy Nguyên Hải Phòng hả? Dương Quán Thủy Nguyên Hải Phòng phải không bác? Cái này là cẩm báo nha bác. Cái này là cẩm báo này, bác nào lấy cẩm báo, hàng cẩm báo này là 140k một ký nha, cẩm báo 140k một ký này.
chữ kết thúc like.